khối u trực tràng của người nhà của bạn như vậy là đã được điều trị theo đúng cái hướng dẫn, là đã được hóa xạ trị rồi, sau đó phẫu thuật rồi. Thì thường là sau khi phẫu thuật thì mình về nghỉ một thời gian để cho phục hồi sức khỏe cũng như các cái vết thương sau mổ nó lành lặn lại. Thì lúc đấy chúng ta sẽ lên cân nhắc có thể là vào điều trị hóa chất. Tuy nhiên là chắc là cũng trong cái thời gian này thì nó xuất hiện dịch nên giãn cách, nên là cái khả năng mà mình lên được đúng theo cái lịch hẹn của bác sĩ chắc là không được đúng thời gian. Thì vậy nên là cái cũng có thể là sau khi mình phẫu thuật xong thì những cái triệu chứng mà bạn mô tả của người nhà bạn ấy thì thường là ít khi gặp sau những cái phẫu thuật đó. Mà thường mà khi mà nó xảy ra như thế thì chắc chắn là chắc là có vấn đề rồi. Có khả năng là thứ nhất là có thể là những cái tổn thương tồn dư, hoặc là những cái mà có thể có những cái nhiễm trùng ở cái phần trong tiểu khung đấy. Thì theo tôi thì có lẽ nếu ở một thời gian thích hợp thì bạn có thể lên sớm, vì cái đấy có thể là một cái biến chứng sau mổ. Thì có lẽ là cái câu hỏi của bạn thì có lẽ sẽ để cho thạc sĩ Nam là chuyên gia về phẫu thuật, chắc là thạc sĩ Nam sẽ nắm chắc hơn những cái biến chứng sau mổ. Thì có lẽ là thạc sĩ Nam sẽ giải thích thêm cho bệnh nhân cái câu hỏi này. Cảm ơn tiến sĩ Thắng. Thì xin trả lời bạn là cảnh như thế này. Cái vùng hậu môn trực tràng của chúng ta nó nằm ở trong một cái khu nó gọi là tiểu khung, tầng sinh môn tiểu khung. Khu đó, khu vực đó nó rất là hạn hẹp, rất là giới hạn. Và nằm trong đó nó gồm có trực tràng, bao gồm có bàng quang, bao gồm có các cái thành phần mạch máu, thần kinh. Và khi mà chúng tôi phẫu thuật thì các bạn tưởng tượng là chúng tôi phải cắt rất là rộng rãi. Do vậy là cái khả năng tổn thương vào cái thần dây thần kinh là cũng không phải là hiếm. Bởi vậy cái hiện tượng mà như bạn có mô tả thì chúng tôi cũng gặp ở một số trường hợp bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân mà có cái thể trạng béo phì, một cái vùng tiểu khung ngắn, hẹp, thì cái việc mà chúng ta phẫu tích tránh được dây thần kinh là vô cùng khó khăn. Giống như chúng ta đi vào khu vực tắc đường ấy, chúng ta tìm cách len lỏi để đi thoát khỏi những khu tắc đường đó là rất khó. Thế bởi vậy là cái hiện tượng mà bạn mô tả thì theo tôi nhận định đó có thể là một cái tình huống là tổn thương dây thần kinh ở vùng hậu môn sinh dục. Mà bây giờ khi mà chúng ta dùng cái biện pháp là uống nhiều nước thì nó chỉ là biện pháp gọi là làm động tác giả, thay vì cái việc kích thích ở cái vùng thần kinh của cái hậu môn. Vùng hậu môn thì bây giờ nó kích thích cái vùng thần kinh của cái bàng quang, của bàng quang, thì quên đi cảm giác đau của cái vùng thần kinh ở vùng tầng sinh môn của vùng trực tràng cũ. Và để điều trị cái tình trạng này thì chắc là các bác sĩ sẽ phải cho bạn dùng thêm một cái thuốc gọi là các cái thuốc giảm đau của thần kinh, để hy vọng là nó sẽ hồi phục được cái tổn thương thần kinh này trong thời gian sớm nhất có thể. Thông thường là các bệnh nhân của chỗ chúng tôi là sẽ mất khoảng thời gian khoảng 3 tháng, và lâu thì có thể là đến 6 tháng, nhưng thông thường trong khoảng thời gian từ 6 đến 12 tuần thì cái tổn thương thần kinh này nó mới hồi phục được. Thế bởi vậy, theo tôi, theo bác sĩ Nam nghĩ thì bạn Cảnh cũng không phải quá lo lắng về cái việc là cái đau ở cái vùng hậu môn này. Thì nó có thể nó sẽ cải thiện dần dần, không thể ngay được, không thể luôn vào ngay được. Cái cách tốt nhất bây giờ là nếu được thì bạn nên lên bệnh viện ca của chúng tôi sớm nhất có thể để chúng tôi có thể cung cấp thuốc giảm đau thần kinh để giúp cho người nhà của bạn có thể tăng cái sức chịu đựng của những cái cơn đau này.